Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Sáng nay, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận trực tuyến dự án luật cảnh sát cơ động. Ở phiên thảo luận tại tổ ngày 21 tháng 10, dự án luật này nhận được 261 ý kiến đóng góp xây dựng. Để hoàn thiện dự thảo luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung sau. Về các chính sách trong dự thảo luật, về 6 nhóm vấn đề trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh. Trong đó quan tâm đến các nội dung liên quan đến luật hóa các quan điểm chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động, các quy định hạn chế quyền con người, quyền quân dân theo quy định của hiến pháp. Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của cảnh sát cơ động bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn. Các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành luật nhằm cụ thể quá nội dung về quyền con người, quyền công dân đã được quy định trong hiến pháp, khắc phục những hạn chế bất cập sau 7 năm thực hiện pháp lệnh về cảnh sát cơ động. Một số đại biểu nhất trí với dự thảo luật cần bổ sung một số nhiệm vụ mà cảnh sát cơ động thực hiện theo quy định của luật công an nhân dân, đồng thời đề nghị cần quy định rõ việc nhà nước đảm bảo trang bị phương tiện, thiết bị để cảnh sát cơ động tiến thẳng lên hiện đại. Đề nghị dự thảo luật quy định cụ thể căn cứ, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định, nhất là đối với những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, như nhiệm vụ giải tán các vụ tập trung đông người, gây dối an ninh, trật tự, biểu tình trái pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học, kỹ thuật, văn hóa xã hội, bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội. Nhóm ý kiến cho rằng cảnh sát cơ động là lực lượng thuộc công an nhân dân nên quy định trong luật phải tuân thủ luật công an nhân dân, làm rõ tính đặc thù khác biệt với các lực lượng khác trong công an nhân dân, không quy định lại những nội dung đã được quy định trong luật công an nhân dân và cần thống nhất với các luật khác. Về phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động cần bổ sung vào dự án luật một điều phạm vi hoạt động của cảnh sát cơ động trên quan điểm là làm rõ phạm vi trách nhiệm không trồng chéo mâu thuẫn với giới hạn hoạt động của các lực lượng liên quan khác đã được pháp luật hiện hành quy định nhất là luật quốc phòng luật biên phòng Việt Nam luật cảnh sát biển và đồng bộ với quy định của luật công an nhân dân một số ý kiến cũng cho rằng quy định trong luật cảnh sát cơ động cần thống nhất với luật công an nhân dân luật quốc phòng luật an ninh quốc gia về chủ trì phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trực tự an toàn xã hội